Chào mừng các bác đã đến với video clip giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là hai chiếc âm ly đến từ thương hiệu Denon của Nhật Bản. Một chiếc là sử dụng mặt màu vàng chanh và một chiếc là sử dụng mặt màu xám bạc. Ở video clip lần này em sẽ quay và giới thiệu cụ thể đến các bác về hai mẫu sản phẩm này để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về chiếc âm ly sử dụng mặt màu vàng chanh trước. Các bác thấy ở phía bên tay trái, đây là chiếc âm ly Denon sử dụng mặt màu vàng chanh. Đó là dòng model PMA 2000 2 la mã. Với dòng Denon ở phân khúc dòng 2000 la mã thì các bác thấy nó có từ những dòng 2000 trơn, 2000 2 la mã, 2000 3 la mã và 2000 4 la mã. Và sau đó thì các bác thấy nó chuyển sang dòng 2000 mặt màu xám bạc như dòng 2000 AE, 2000 SE rồi là 2000 RE. Và đây là một trong số chiếc âm ly có giá thành rất là phù hợp để các bác có thể lựa chọn sở hữu cho mình chiếc âm ly như thế này. Về cách thiết kế của nó thì các bác thấy về kích thước thì nó có chiều ngang là 43,4cm và chiều sâu của nó là 47,8cm và chiều cao của nó là 18cm. Như vậy thì các bác thấy đây là chiếc âm ly có kích thước cũng khá là đồ sộ. Và đối với dòng âm ly này thì nó được ra đời năm 98 và nó có công suất tiêu thụ điện lên tới là 250W, sử dụng đánh hai cầu, cầu A và cầu B. Nó có trở kháng từ 4 đến 16 ohm và khi chúng ta đánh hai cặp loa cùng một lúc sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Điểm đặc biệt cho dòng model này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta có khả năng đánh BY. Các bác có thể kết hợp với những dòng loa có tính năng đánh BY thì khai thác thế mạnh của dòng âm ly này thì rất là tuyệt vời. Và một cái ưu điểm nữa thì các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng Calip, những dòng loa Ramo, rồi là những dòng Vega, những dòng loa Bose hay là những dòng Tannoy, các bác đánh rất là tuyệt vời. Tiếng của nó rất là tơi, sáng, nghe âm thanh của nó rất là chi tiết. Các bác thấy được về cách thiết kế tổng thể ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí một cái nút power, nút nguồn. Ở trên thì các bác thấy đây là cái chữ Denon được bố trí in nổi này. Đấy. Đây là nút phone, chế độ chỉnh bass này, chép, ba lăng, DJ, volume. Volume của nó được bố trí rất là to, được bố trí nằm ở chính giữa. Bên này là Z-out selector và bên này là input selector. Đó là tổng thể ở mặt trước của dòng âm ly này. Về tình trạng của nó thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Các nút của nó thì vẫn còn rất là óng ánh. Các bác nhìn thấy đây, những cái tia này này. Đấy, các bác thấy cái độ đẹp của nó rồi. Thì cả những cái nút nhỏ này như vậy thôi. Đấy, các bác thấy rất tuyệt vời. Đây là phía trên nóc của nó đây. Và các bác thấy thì em cũng đã tháo ốc của nó ra rồi. Lát nữa thì em sẽ nhấc bỏ nắp vỏ của nó ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong. Đó là chiếc âm ly Denon PMA 2000 2 la mã. Và tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly Denon PMA 1500SE. Các bác thấy đây là dòng âm ly sử dụng mặt màu xám bạc. Đối với dòng âm ly sử dụng mặt màu xám bạc thì các bác thấy nó có những dòng 1500 AE này, rồi là những dòng 2000 AE, rồi là những dòng 2000 SE, 2000 RE, vân vân. Các bác thấy rất là nhiều. Và đây là dòng model, đây là phiên bản đặc biệt của hãng Denon các bác nhé. Đây là phiên bản kỷ niệm của hãng. Đối với dòng này thì các bác thấy nó có rất nhiều những cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất, nói về cái công suất tiêu thụ điện của dòng PMA 1500 SE này thì nó có công suất tiêu thụ điện lên tới là 295W. Các bác thấy một cái ưu điểm rất là tuyệt vời rồi. Và thứ hai nữa thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta có thể điều khiển từ xa. Các bác thấy đây là cái mắt nhận điều khiển từ xa. Và ở phía trên thì các bác thấy đây là điều khiển của nó đây. Về cách thiết kế thì các bác thấy nó được thiết kế rất là gọn gàng. Dòng âm ly này thì nó có chiều cao là 13,5cm, chiều ngang là 43,4cm và chiều sâu của nó là 41cm. Và đối với chiếc âm ly này nó có trọng lượng lên tới là 15,5kg và nó cũng đều có trở kháng từ 4 đến 16 ohm và đều có khả năng đánh BY. Các bác thấy một cái ưu điểm rất là tuyệt vời cho những dòng âm ly sử dụng mặt màu vàng chanh cũng như là sử dụng mặt màu xám bạc. Những trở kháng của nó rất là thấp từ 4 đến 16 ohm và hơn nữa thì các bác thấy nó cho chúng ta có khả năng đánh bi ngoài rất là tuyệt vời. Như vậy các bác thấy đó là hai chiếc âm ly này và sau đây thì các bác chờ đợi em một lát thì em sẽ nhấc bỏ nắp vỏ của hai chiếc âm ly này ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng của nó ở phía bên trong. Và đối với dòng sản phẩm này thì các bác biết rồi, đây là những dòng âm ly trang bị cho chúng ta hai cái tăng phô kép. Các bác thấy được đây là tổng thể nội thất của hai chiếc âm ly này. Trước tiên em cùng các bác sẽ đi quan sát về chiếc âm ly Denon PMA 1500 SE trước. Về cái cách thiết kế của dòng âm ly này thì các bác thấy nó vẫn trang bị cho chúng ta hai cái tăng phô nguồn, mỗi một tăng phô nguồn phụ trách cho một vế được bố trí nằm chếch sang phía bên tay trái này.
Ở chính giữa thì các bác thấy đây là hệ thống tụ lọc âm, rồi là các bác thấy đây là hệ thống thanh tản nhiệt cũng như là sò của nó được bố trí ở hai bên. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta là 4 con sò MOFET. Đây là những dòng sò chịu nhiệt cao, cho nên thì các bác có sử dụng các bác yên tâm rồi. Và các bác thấy ở phía bên trong thanh tản nhiệt này nó được bố trí những cái miếng đồng gắn vào đây. Đấy. Đối với dòng này thì các bác thấy nó được thiết kế đặc biệt. Phiên bản này thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Hệ thống thanh tản nhiệt của nó được bố trí dọc về phía sau. Các mên mạch của nó thì các bác thấy còn rất là đẹp, những con tụ, những con trỏ các bác thấy đây. Đối với dòng sản phẩm này thì các bác thấy thì nó được thiết kế cũng không quá là lâu năm, cho nên thì về tình trạng máy móc cũng như là về mặt mũi của nó thì còn rất là xuất sắc. Đó là nội thất của chiếc âm ly Denon 1500 SE. Đây là nội thất của chiếc âm ly Denon 2025 mã, các bác thấy đây. Đối với dòng này thì các bác thấy cái tăng phô nguồn của nó lại được bố trí nằm ở chính giữa, và hai bên thì các bác thấy đó là hệ thống thanh tản nhiệt. Đối với dòng 2025 mã này, các bác thấy việc bố trí sò hai bên, tuy nhiên thì các bác thấy nó không được trang bị những cái miếng đồng vàng như thế kia trên hệ thống thanh tản nhiệt. Đối với dòng này các bác thấy nó sử dụng cũng 4 con sò MOFET, mỗi một bên là 2 sò. Và điểm khác biệt thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta hai cái tăng phô nguồn được bố trí nằm ở chính giữa như thế này, và hai con tụ lọc khá là to, sử dụng tụ đít bạc như thế này. Các linh kiện của nó thì các bác thấy thì yên tâm rồi, còn rất là mỹ mãn, những con tụ, những con trỏ rất là xuất sắc. Và hệ thống dây dẫn thì các bác thấy nó đi rất là gọn gàng. Ở phía dưới thì các bác thấy đi, nó được bố trí những cái miếng mạ đồng như thế này để chống nhiễu. Còn đây là ở phía sau của chiếc âm ly Denon 2025 mã. Các bác thấy các cọc nhận tín hiệu đi vào cũng như là cọc đưa tín hiệu ra loa, các bác thấy còn rất là xuất sắc rồi. Vẫn còn vàng óng. Đấy. Đây là đằng sau của chiếc âm ly Denon 1500 SE, các bác thấy đây. Và một cái ưu điểm của dòng 1500 SE thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta vừa có thể làm power và vừa có thể làm dề. Các bác thấy đây này. Đấy, đây là cổng dây out và cổng power amp đi jack. Tuy nhiên thì sang với dòng 2025 mã thì các bác thấy thì nó lại không có tính năng làm power, mà nó chỉ có tính năng làm dề thôi, tức là chỉ có cổng dề out thôi. Đấy. Một số điểm thì nó khác biệt nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và sau đây thì em sẽ đi báo giá cho hai chiếc âm ly Denon này. Đối với hai dòng sản phẩm này thì có mức giá là 15.500.000 đồng trên một chiếc, tùy theo các bác thích mẫu nào thì các bác có thể lựa chọn. Đối với dòng 1500 SE thì các bác thấy đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm mà hãng Denon, cho nên thì các bác thấy được hãng tung ra dòng model này thì các bác thấy có một số những cái ưu điểm như em vừa nêu trên. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã quay cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như là về nội thất của hai chiếc âm ly Denon PMA 2025 mã và PMA 1500 SE. Các bác cũng đã nắm được rất là rõ về tình trạng của hai chiếc âm ly này rồi, và giá của nó thì em cũng đã báo giá cụ thể cho các bác rồi. Và cuối cùng thì các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển đây. Và phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một bộ cấu hình nghe nhạc vàng thì rất là tuyệt vời, đến từ những thương hiệu audio rất là nổi tiếng của Anh và của Nhật. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa Tannoy Acden sử dụng cổ 385. Với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng một bát có đường kính là 40cm, và sau cái nón loa bát thì các bác thấy nó được bố trí một loa chép nằm bên trong gọi là chép đồng trục. Ở phía dưới thì nó sử dụng hai vi tinh chỉnh, và ở dưới cùng thì các bác thấy nó sử dụng ba cái lỗ thông hơi hình tròn. Đây là dòng model đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, và hơn nữa thì các bác thấy về kiểu dáng mẫu mã của nó thì khá là đồ sộ. Nếu như trong không gian phòng bác nào rộng một chút thì các bác sở hữu những cặp loa như thế này, ngoài việc thưởng thức chất âm ra thì các bác thấy bày biện rất là sang trọng trong căn phòng trong gia đình của các bác. Và cặp loa Tannoy Acden có mức giá là 45.000.000 đồng. Tiếp theo thì các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Akufei của Nhật Bản, đó là dòng model E303. Đây là chiếc âm ly rất là đáng chơi. Đối với dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau, vì đây là dòng âm ly có công suất thổi ra rất là lớn. Nó có công suất thổi ra là 130W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm, cho nên thì các bác có thể đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau, đặc biệt là những dòng loa có công suất lớn, những dòng loa bass 30, 40, thậm chí là bass 50. Chiếc âm ly này thì có mức giá là 32. Ở phía trên đó là chiếc đầu CD Denon S125 mã. Đây là mẫu đầu thuộc dòng 2-trong-1. Nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mạ DAC. Chiếc đầu này có mức giá là 18.000.000 đồng. Đây là một bộ cấu hình
chắc chắn các bác nghe nhạc thì các bác rất là phê rồi. Đấy, đem đến âm thanh rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.